Ai đó sẽ nghĩ những bà mẹ bị trầm cảm sau sinh là những người bị bỏ rơi, gặp chồng vô tâm hay là thiếu hụt kinh tế. Nhưng đến khi chính Kim là người trải nghiệm cái cảm giác sau sinh, Kim mới hiểu rằng đối với những bà mẹ có điều kiện sinh con đầy đủ, được đỡ đẻ bằng những bác sĩ giỏi nhất và có ông xã và mẹ ruột túc trực bên giường bệnh như Kim, cũng bị căng thẳng sau sinh như thường. Hồi sinh bé An là năm 2020, đó là lúc vừa mới bùng dịch Covid, bệnh viện không cho ai vào thăm ngoài hai vợ chồng. Nhiều thứ hạn chế, nhưng lúc nào Kim cũng có ông xã bên cạnh, và khi về nhà thì được mẹ của Kim chăm sóc. Mẹ của Kim chuẩn bị đồ ăn và đồ chườm ngực để cho sữa nhanh về hơn, chăm cho mình từ A tới Z luôn. Vậy mà thật lạ lùng, chính những khoảnh khắc đó thì mình càng cảm thấy tủi thân, buồn bực và mất ngủ. Tự nhìn vào gương và chán ngán cái body của mình sau khi sinh, thấy mình nằm ở đó cả tháng trời, vô dụng, dư thừa, thấy áp lực vì những ngày tháng chăm con sắp tới. Tự dưng càng nghĩ càng buồn, rồi lại khóc òa một cái trong vô thức mà không có lý do nào hết. Sau này Kim mới biết đó là hội chứng sau sinh postpartum depression. Kim đã thoát khỏi cảm xúc tiêu cực và khó chịu đó như thế nào. Kim ngắm nhìn con, chụp hình những khoảnh khắc đầu tiên như là rụng rốn, cắt tóc rồi làm sách ảnh cho con. Kim mở podcast của chị Quỳnh Hương mà chị đọc cho các bà mẹ để thấy tâm trạng của mình cũng có người đồng cảm. Và lúc đó Kim có đọc một cuốn sách First Thing First. Trong sách đó có một đoạn viết thế này: đó là khi con gái của ông cảm thấy thất vọng về chính mình sau khi sinh đứa con thứ ba. Cô ấy thấy tiếc nuối sự nghiệp và lo lắng về những mục tiêu. Lúc này người cha khuyên rằng ở mỗi giai đoạn nên có những thứ tự ưu tiên cho mình cần tập trung. Sau sinh thì con hãy enjoy hoàn toàn với trải nghiệm làm mẹ, với baby. Và rồi khi mà em bé lớn lên, chúng ta chắc chắn sẽ trở lại với đường đua của mình. Còn bạn, có bao giờ bạn bị hội chứng sau sinh chưa? Và bạn đã vượt qua như thế nào? Hãy chia sẻ trong comment cho Kim biết nha.